Chào cả nhà nha, cả nhà thấy gì chưa? Bốn cục đá phong thủy màu nha cả nhà. Đẹp không cả nhà? Màu cam, màu vàng chứ màu vàng, cam vàng. Đây là cái phong thủy. Một cục 38 đồng, 36 đồng, 39 đồng này, 48 đồng nha cả nhà. Cục như này à, không có để giá. Đây là cái dây sâu chuỗi, đẹp không? Ở trên là dây chuyền. Dây chuyền cái mặt đá phong thủy nha cả nhà. Cái mặt đá phong thủy. Đây là đeo bông cà rá của hộp đá màu, màu tím, màu xanh. Ở cả nhà thấy không? Có ai có nhu cầu mặt dây chuyền, cà rá, đeo bông rất đẹp nha cả nhà nha. Thích nhất mấy sợi dây chuyền có người ta vô mua nha cả nhà. Ông tóc dài là ông chủ tiệm. Thích nhất là bốn cục đá phong thủy nè. Mình không dám xin ổng vô trong mình review, chứ ở trong hả nhiều lắm nha cả nhà. Đó đó, cái vàng ở trong á cả nhà thấy không, đá phong thủy không á. Mắc tiền nha cả nhà. Đây cũng là đá màu mà người Pháp gọi là che, đá phong thủy là che, để cái tên của nó nha, để làm hộp cà rá, đá bông, mặt dây chuyền. Đây là mấy cái này, hoặc là người ta lấy cái hộp nhỏ nhỏ ra người ta làm cái cây nhánh mai, cây bông mai đó nha cả nhà. Và vòng đeo tay đó là cũng hộp che, hộp đá màu để làm ra sản phẩm đang bán đó cả nhà. Đây nè cả nhà. À, nhìn thấy đẹp không cả nhà? Đó. Rồi, đây quá trời đẹp cái này nè. Cả nhà thấy là mê ly chưa? Bonsai hộp đá màu. Wow, quá đẹp, quá đẹp. 37 đồng một cây nha cả nhà. 37 đồng một cây. Quá trời đẹp nha cả nhà nha. Mấy cái cục đá, mấy cái cục gì? Con ếch, con rùa, con này con nọ đó cả nhà thấy không, nhỏ xíu phong thủy á. Con ếch, ếch bự, ếch nhỏ, đá phong thủy người ta làm á cả nhà. Thích nhất mấy cây này nè, mà mắc tiền quá. 18 euro, 36 euro, 63 euro, 37 euro. Dòng phong thủy này thì 6 euro.
quá đẹp, quá du ly. Cái này là quá du ly nè, quá đẹp luôn. Đứng gì quê hoài không muốn đi cả nhà. Nó đủ màu sắc, nó quá đẹp. Nó rẻ, mình mua cái này mắc quá. À, mấy cục đá phong thủy cho cả nhà ơi. Đây nữa nè cả nhà. Cái cục đỏ này 19 đồng nha. Cục đỏ này 19 euro. Cục trắng này, cục trắng này là có bao nhiêu? 118 euro. Ở trên là 320 euro nha. 5 kg. 5 kg là 5 kg 8. Đá phong thủy. Cục nhỏ 104 euro. Này, cái sợi dây. Oh, quá mắc nha cả nhà. 117 là cái cục bự nha. Còn cái cục nhỏ này thì 41 euro. Cục trắng trong đó là 106 euro. Đó là người ta mấy cái này người ta lấy cái người ta cắt ra lấy cái hộp nhỏ nhỏ người ta làm cái cây bonsai á cả nhà, là hộp phong thủy, hộp màu, hộp tre. Đó, cục trắng đủ màu sắc. Cả nhà thấy đẹp hết chưa? Thấy hút hồn chưa? Đá màu để làm cà rá, làm mặt dây chuyền. Hút hồn, hút vía chưa? Mấy cái cục này quá đẹp luôn. Màu đen. Cục ở trong là 180 euro. Cục nhỏ dưới này là 43 euro. Trời ơi, thấy ham quá cả nhà ơi, thấy mê. Đây là ba cái cục nhỏ nhỏ trên nè, 127, 153. Đó là mấy cục dưới này nè, đá màu. Nhìn quá đẹp, quá mê luôn, mê ly hấp dẫn. À, cái cục này nè, nhà thấy màu tím lật lật đó không? Đó, 108 euro nha, cái cục đó. 108 euro. Thấy mê quá. Rồi mình, nếu mà mình thích là mình mua cái người ta mới đục. Người ta đục, người ta lấy, người ta làm chiếc cà rá cho mình. Đặt ổng làm luôn. Cái cục dài này là 700 euro nha cả nhà, 37 gram. Cục dài này nè, dài màu hột màu màu tím nè. Tre, hột tre, hột đá màu á, giống như hột sòn rồi cả nhà. Hột sòn màu á. Cái cục dài không là 700 euro nha cả nhà.
Còn mấy cục dưới này là bốn mấy đồng không nè, màu trắng. Ở ngoài đó đá nó bao vòng chứ trong á là hộp màu trắng nha cả nhà, nó chiếu lấp lánh đó nha cả nhà. À, đó, người ta cưa ra là người ta lấy trong đó nha cả nhà. Ở ngoài lớp đá, cái này không biết người ta kiếm ở đâu ra ba cái loại này, quá đẹp luôn. Thì thôi, cái video của mình tới đây thì xin kết thúc nha cả nhà. Mình ra mình đi đợi xe buýt về. Chào cả nhà hết nha. Ồ, quá.